Mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thánh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn iRoboty, các dàn IO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sản dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để liên tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ để với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Apple. Tham gia vào dự hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video sẽ các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo các bạn thành phần captcha, chúng ta sẽ lần lượt là các nhiệm vụ các bạn cho group telegram channel nhiệm đầu tiên các bạn chế phút bởi vì là telegram giờ đang loát hơi đơm một chút không có bot đâu anh em nhé em cứ yên tâm ta cho tiếp và khi channel rồi ta sẽ mở tất cả những nhiệm vụ ra Bây giờ là 23 giờ 35 mình sẽ làm đến 2 giờ đêm anh em nhé sẽ xếp rất nhiều dự án trên kênh Anh em nào cùng thức thì còn thức thì cùng làm với mình cho vui ngày mai thì địch mình rất là kín rồi chúng ta bắt xem đi tên đây điền email Twitter profiling chúng ta follow Twitter follow tip king anper tiến hình like chọn Clotis test. test người dùng test và comment Clotis quên mất cái này không cần phải test nhưng mà thôi retweet và cũng được ok chúng ta sẽ retweet mình đã retweet xong rồi upper tail, upper tail phải retweet, cả đi. Rồi Adobe Tech chúng ta tìm đến bài đăng về dự án upper mới lên được 58 phút trước. Trên Adobe Tech thì chúng ta sẽ tiến hành tìm đến video, like, nút chia sẻ đây, nút Twitter, nút tweet này. Có thể vào phần view một lát nữa sẽ dẫn link của cái, cái link này đấy. Rồi, bây giờ ta ấn vào về từng nhà của kênh YouTube này. Ấn về từng nhà của Copy phần link này. khai báo thôi rất nhanh rồi cái này làm rất nhanh hôm nay rất là bận anh em nhé YouTube profile chúng ta copy profile của kênh YouTube này video chia sẻ đây chúng ta lấy cái video của... lấy cái profile link à, không phải lấy video trước lấy video trước lấy phần link link bài đăng chia sẻ của video chạy yết yết tiếp ok thì chỉ ví các bạn dùng VSTH ở trên chất Wallet hoặc Metamask chúng ta copy phần địa chỉ VSTH dẫn quay trở lại bạn page vào cho vào uh, kênh uh, Adobe Spot vào công việc đạt đốt phần thân chỉ đăng ký xong luôn ok vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Apple ở bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn giờ dạ tiếp theo